Alo, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì sẽ lên cái video hướng dẫn cho mọi người fix cái lỗi không xấu thế mạng mới nhất. Đấy, thì anh em sẽ vào trang web alaplay.com này. Đấy, mọi người tải cái bản mới nhất xuống. Cái bản mới nhất này thì đã fix trên một cái số máy là không xấu thế mạng, thì bản mới nhất này đã fix được rồi anh em nhé. Anh em cứ tải xuống cái bản mới nhất này, mọi người ấn tải xuống ở đây, xong mọi người ấn tải xuống alaplay này. Đấy, xong mọi người lưu vào thư mục của mình mọi người nhé. Mọi người lưu vào thư mục, em lưu vào ví dụ về desktop chẳng hạn, đây, lưu vào đâu cũng được. Đây mọi người ấn giữ lại nhá. Đấy, bản mới nhất này thì nó fix được cái lỗi không xấu thế mạng, dành cho những anh em nào bị lỗi mọi người nhé. Mọi người đang không bị lỗi thì mọi người cũng không cần cập nhật gì đâu, cứ vào mà dùng thôi. Còn anh em đang bị lỗi thì sẽ dùng cái bản này. Đấy, sau mọi người tải về thì nếu mà mọi người không xấu thế lỗi thấy mạng thì mọi người nhớ tắt cái tường lửa ở đây này, tắt cái tường lửa ở đây này. Đấy. Nếu như mà mọi người dùng cái bản mới này thì nó cũng sẽ tự động tắt tường lửa mỗi khi anh em vào mạng, nên là anh em không cần phải vào để tắt nữa đâu. Nhưng mà tí nữa mà không xấu thế mạng thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người thêm một cách nữa. Nếu mà tắt tường lửa vẫn không xấu thế mạng thì chúng ta còn một cách nữa cơ. Nhưng trước tiên thì anh em cứ tải cái bản mới nhất này về nhá. Mọi người chờ một chút, tải bản mới nhất này về. Đấy, sau chúng ta vào và chương trình sẽ tắt cái tường lửa này cho anh em, để anh em show mạng cho nó ok. Rồi xong rồi thì anh em mở thư mục ra và vẫn chuột phải này, extrahere đó, chuột phải extrahere cho mọi người chạy cái file Alaplay này này. Mọi người chạy file Alaplay, hoặc là mọi người muốn dễ dàng hơn thì mọi người chuột phải ấn Send to Desktop này để tạo một cái shortcut ở desktop. Đấy, tạo một cái shortcut ở desktop thì vào nó dễ dàng hơn. Đấy, cho mọi người vào nhá. Thì đây là cái bản mới. Bản mới thì vào sẽ ok. Còn nếu như anh em vào mà ví dụ anh em vào không được ấy, thì anh em có thể tắt tường lửa, thì chúng ta đã tắt tường lửa ở đây rồi, đúng không ạ? Đấy, tắt tường lửa rồi nhá. Và vẫn không xấu thấy mạng thì anh em có thể lựa chọn cho mình một cách nữa đây. Đó là anh em sẽ vào cái phần thư mục của mình vừa tải về này. Đấy, mọi người ấn vào cái chữ connect này này, vào thư mục connect này mọi người nhá. Đấy, có cái phần mềm là unpnp đây. Thì mọi người chuột phải. Đấy, run administrator nhá mọi người nhá. Phải chuột phải run administrator thì nó mới chạy được, còn cái phần mềm này mà mở luôn thì nó sẽ chạy không được đâu. Đấy, thì mọi người thấy nó hiện cái chữ màu đỏ này này, anh em ấn disable. Đấy, lúc nào mà nó hiện chữ màu xanh này này, hiện chữ màu xanh này thì được, thì là mọi người vào mạng. Đấy là những trường hợp mà không xấu thế mạng thôi anh em nhé. Còn anh em mà đã xấu thế mạng thì không cần thiết phải làm những cái thủ tục này cho lòng ngoằng, nó cứ mở lên là chạy thôi. Bây giờ sẽ vào nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người vào Random Room 1 ấy, thì ao làng sẽ có một cái mạng ở trong này. Đấy, một cái mạng em tạo sẵn để cho mọi người có thể test xem mọi người có show thấy mạng không. Nếu mọi người show thấy cái mạng này vào được ok thì chứng tỏ là máy của mọi người đã ngon rồi mọi người nhé. Mọi người chạy Ala Play đã ngon rồi. Random Room 1 mới có, mấy room khác không có đâu anh em. Anh em cứ vào đây test thử. Nếu show thấy cái mạng này thì coi như là máy đã ngon rồi. Đó. Ok mọi người nhá. Chào tạm biệt anh em. Nếu như anh em mà gặp cái lỗi gì hoặc là đã fix theo cách này rồi mà vẫn không xấu thấy mạng thì anh em cứ inbox cho Facebook Cường Nguyễn hoặc là fanpage Ala Play. Đấy, anh em fanpage thì anh em vào trang chủ, anh em bấm vào fanpage này. Đấy, không mọi người gia nhập cái group Ala Play chăm sóc khách hàng. Đấy, group Ala Play chăm sóc khách hàng thì mọi người có cái lỗi gì mọi người cứ đăng vào đây. Đấy, ai gặp vấn đề Ala Play có thể inbox cho fanpage Ao Làng hoặc là đăng ở nhóm này này, hoặc inbox cho fanpage Ala Play mọi người nhé. Đây. Ok, chào anh em nhé. Hy vọng rằng anh em sẽ trải nghiệm phần mềm thật cách thật vui vẻ.